Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12 và ngày 13 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm, mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn có khả năng giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Khu vực vùng núi phía Bắc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái và Thanh Hóa đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.